chào tất cả các bạn. Để bắt đầu một ngày mới hôm nay, các bạn sẽ chọn gì đây? Một nụ cười hạnh phúc, một vòng tay yêu thương, một cái ôm ấm áp hay một lời chúc ngọt ngào? Hãy để điều đó cho Solar. Chúng tôi sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp đó đến với các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay, câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội Solar Club xin ra mắt tới quý bạn đọc logo chính thức của câu lạc bộ chúng tôi. Được thành lập từ năm 2020, Solar Club đã dần trở thành nơi ước đến, chốn mong về của rất nhiều bạn trẻ khiếm thị với mong muốn được khám phá một bộ môn thể thao tưởng chừng bất khả thi. Đặc biệt sau thành công vang dội của cuộc thi bước nhảy xóa mọi khoảng cách BAS lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 4 năm 2021, những sáng lập viên và ban điều hành Solar càng khát khao hơn nữa muốn đem vũ điệu và âm nhạc đến với những tâm hồn giờ rất trẻ, lạc quan, nhiệt huyết và rực lửa như ánh sáng mặt trời. Và khởi đầu cho sự chuyên nghiệp hóa này chính là sự ra đời của logo Solar với chủ đề năm 2022 Kết nối yêu thương. Các bạn thân mến, logo Solar có hình tròn hoặc hình vuông để tùy mục đích sử dụng khi chèn vào ảnh hay áp vích đấy. Với chủ đề kết nối yêu thương, nửa bên phải của logo là màu hồng, tượng trưng cho tình yêu cuộc sống và sự quyến rũ. Hồng chuyển dần sang tím ở nửa bên trái. Màu tím ở đây tượng trưng cho sự thống nhất và đoàn kết. Ở chính giữa của logo là hình tượng một cặp đôi nam nữ đang say đắm trong vũ điệu rumba, vũ điệu của tình yêu. Hình tượng đôi bạn nhảy này không có quá nhiều đường nét, đơn giản chỉ được đổ màu đen để làm nổi bật lên hình ảnh chàng trai với bộ vest tông thanh lịch, caravat và chiếc mũ phớt tài tử. Chàng trai quay mặt ra ôm lấy tấm lưng trần quyến rũ của cô gái, còn cô gái cũng thật xinh đẹp với chiếc váy lệch vai, khoe bờ vai thon thả, với tay phải dang rộng, tin tưởng nằm trong tay bạn nhảy. Chân phải của cô gái hất lên phía đằng sau một cách duyên dáng. Cặp đôi say sưa, lãng mạn trong điệu vũ dưới ánh đèn sân khấu như minh chứng rằng không còn khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ còn nhịp điệu, bước nhảy, âm nhạc và tình yêu. Các bạn ơi, có một thứ rất rất quan trọng mà không thể thiếu được trong logo của chúng tôi, và đó chính là Solar, tên của câu lạc bộ. Vâng, bên dưới logo, dưới ánh rọi của đèn sân khấu hiện lên một dòng chữ viết hoa Solar. Bạn biết không, Solar chính là ánh dương, là vầng thái dương mà tất cả nhân loại đang cùng chiêm ngưỡng, hưởng thụ, sống và biết ơn. Solar cũng là viết tắt của Step of Love and Rhythm, dòng chữ tiếng Anh nhỏ ấy chạy vòng phía dưới. Step of Love and Rhythm có nghĩa là bước nhảy của tình yêu và nhịp điệu. Đó chính là tôn chỉ hoạt động, cũng như lời khẳng định của Solar. Chúng tôi hy vọng từng bước một, step by step, cộng đồng của chúng ta sẽ tự thân tỏa sáng như ánh dương. Dưới cặp kính đen, chúng ta vẫn xinh đẹp, tự tin và hấp dẫn như tia nắng mai. Bởi chính khiêu vũ sẽ giúp chúng ta thể hiện được tình yêu và hòa tan trong nhịp điệu. Chúng tôi tin rằng với sự ra mắt chính thức của logo Solar sẽ đánh dấu một bước phát triển rực rỡ hơn, chuyên nghiệp hơn cho câu lạc bộ trong thời gian sắp tới. Rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm yêu thương mà tất cả các bạn đã dành cho câu lạc bộ chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Solar trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các bạn một ngày mới với thật nhiều điều thú vị. Và đừng quên thả tim cho chúng tôi bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh của Solar các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.